đến mở xa xưa lối mưa trơn trượt, ta thường bất chợt lầy một vần thơ. Và một người xưa áo là thằng bếp, khi chưa hiểu hết thế nào là thương. Khi buổi tan trường bạn đều muốn ngỏ, buông sợi cỏ ta hoài theo nhau. Anh hoài lại sao ơ kia đỏ má. Ê này. À, đậu xanh điệu. Nó biết không? Ở đi. Từ từ. Chờ nhà tài trợ đã. Mày hiểu tóc rồi à? Trời ơi, giọng xịn đây. Xịn, bé cầm vớ vẩn, đá rốt không biết dây bằng. Còn hơn danh ca éo ợt của mày. Thôi chết. Ê, đủ bắt cái bé cầm sợ vợ. Ui, đầu xấu dã man. Còn hơn cái đồ lâm bóng. Mày đủ lợi béo tham ăn. Có mà mày, muốn béo rồi. Được. Ôi, xinh. Thế này thì hết đứt tháng lương của anh rồi. Thế mới là nhóm mắt quá ấy. Đáng nhân xin danh. Ông anh tránh nhiều đi chứ. Anh em, đi thôi. Cô đây mà. Thôi chết em nhờ. Để cô để anh trai khác nhé. Thôi, cô cứ tự nhiên đi mà. Cảm ơn anh. Alo. Vâng ạ. Nhưng mà em đang. Đánh xong liên hết luôn. Bây giờ ạ. À, vâng ạ. Kia chơi mới hay. Đây. Đây, đây. Mấy nhóc, anh phải về tòa soạn ngay bây giờ. Vâng ạ. Lại vui vẻ nhé. Cảm ơn ông anh dạy. Đi nhé. Anh đi mạnh giỏi nhá. Giờ ơi, chẳng nhẽ là ngồi nhìn thế này. Này, ra thách đấu đây. Chị gì ơi, thi đấu không? Bên nào dưới 9 điểm sẽ bị mất lượt. Được, đã nhỉ. Cố lên, cố lên. Cố lên đi bạn. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Thế nào? Có sao không? Chuyện nhỏ. Tiếp tục. Nhỏ. Nhỏ. Như con thỏ đã ăn cỏ. Nhưng mà Bích Tâm không biết chơi bowling. Chào chú. Chào bà. Hoàng đây à. Con chào bố mẹ. Hoàng. Hả? Học hành thế này à? Văn thì 34, thi cử cái gì nữa? À, mai cho mày nhuộm tóc. Đi gội đầu ngay. Biết không? Lớn rồi, phải biết thế nào là xấu là đẹp chứ. Cứ nghe chúng nó suy dại thôi. Từ giờ chỉ có học, học và học. Mà bỏ ngay cái trò thần tượng vớ vẩn đi, nhớ chưa? Nhớ đấy. Cúi xuống. Nghỉ rồi.
Đang có một bóng hình trong phim khá đẹp trai, thế nhưng làm sao chết nhá, thằng nào khai ra, khai mau. Hà Trang à, khai mau, khai mau, khai mau. Lớp phải đi chợ đây. Lớp trưởng đâu? Dạ em ạ. Sĩ số hôm nay có đủ không? Thưa cô, đủ ạ. Tôi xin thông báo thầy Cường sẽ thôi chủ nhiệm lớp chúng ta, chuyển công tác lên sở. Kể từ hôm nay, cô Hoài An sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta. Hy vọng rằng các em và cô giáo mới sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập và những phong trào của nhà trường. Các bạn, đứng. Cô chào các em. Mời các em ngồi xuống. Lớp trưởng vừa báo sĩ số lớp đủ cơ mà. Đau. Tóc nâu môi trầm, bước ra nhìn phố đông, còn phố xe đưa em về chốn hẹn. Ai vừa hát? Này, tối rồi, mày nhận đi, ông bà ăn vào cả lớp. Sao? Nam Nhi dám làm dám chịu chứ? Hát sai rồi. Tóc nâu môi trầm, bước ra nhìn phố đông, con phố sẽ đưa em về chốn hẹn. Các em đã sẵn sàng học chưa? Cô ơi, buổi đầu giao lưu đi cô. Đúng rồi đấy, giao lưu đi cô. Giao lưu đi cô ơi. Thế tôi không muốn thay đổi thì sao? Học. Tất cả giờ sách ra. Buổi đầu chúng ta sẽ học bài giao lưu. Yeah! Ký cô đẹp, nét bay, con người phóng khoáng, dễ gần và quyết đoán. Dễ gần à? Mai cô sẽ gọi mày lên bảng đầu tiên cho mày được đứng gần. À, dám chùi à? Tao chết này. Kia tao có đuổi đâu. Khủi khui cái mồm mày. Chưa chưa, chết này. Nào nào, đấy là dạ dày chứ không phải tim. Nào, thế tim nằm ở đâu? Ở đây ạ. Đấy là bên phải hay bên trái hả? Nhưng vẫn có người tim bên phải à? Cậu lại lý sự cùn, thế ai bảo cậu như vậy hả? Em thấy ở trong phim. Trái tim một người bình thường nằm ở bên trái, còn trái tim bên phải là nói về một trái tim khác, cùng nhịp đập, một trái tim đồng điệu. Trái tim thầy nằm ở đâu ạ? Trái tim của thầy nằm ở giữa. Bởi vì nó là một trái tim kim loại. Nó bằng máy. Thầy bị bệnh tim từ năm 16 tuổi. Bằng tuổi như các em bây giờ. Thưa thầy, cho em ra ngoài ạ. Sao hôm nay mọi người ra ngoài nhiều như vậy? Nhưng mà em... Thôi nhá, hôm nay lớp hết chỉ tiêu rồi đấy. Đứng lại! Cậu kia! Đừng bảo cậu đứng lại!
vậy? Của Hoài An, cô học sinh nam, trốn trong ấy cô ạ. Học trò nam á? Vâng, cô bảo xem giúp tôi cái. Sao thầy không vào kiểm tra? Tôi đang không thế nào vào sao được. Không có đâu thầy ạ. Yên nào. Chưa nhá. Ôi, em xin. Sao cái này như thế mà nặng nhở? Để từ từ thôi. Cô ơi, em mà được bơm rồi. Em mà được bơm được rồi. Cứ tao bơm nữa cho. Đúng ra. Quên. Cô cho mình tìm chỗ nào ngồi đi. Cô ơi, là quán sinh viên. Vớ vẩn, bọn con trai chỉ thích vào đấy để bắt chước người lớn thôi cô ạ. Quán của bọn con gái toàn nẻo ở tôi cô ạ. Thôi các em ạ, cô sẽ đưa các em đến một quán tổng hợp ý thích của cả đi cô. Học sinh của mình ngày đó bọn cô cũng nghịch lắm. Có gì đâu cô, các bạn nam trong nhóm bắt quái toàn là những hiệp sĩ cả mà. Cô ơi, cô kể các trò nghịch của cô đi ạ. Đúng rồi đấy, cô kể đi cô. Kể để các em bắt chước cô à. Bọn em sẽ không nghịch như là cô đâu. Quan điểm của cô là học ra học, chơi ra chơi. Em mời cô ạ. Cảm ơn. Còn hơn đồ mà phát chỉ như con run. Còn hơn cái đồ quăng đi nhéo ợt nhá. Thôi nào, không nên chê bai thần tượng của nhau. Mỗi người có một ý thích riêng. Thần tượng cũng là một con người, mà con người thì chẳng ai hoàn hảo cả. Chương trình ngày 20 tháng 11 sắp tới, lớp ta phải có một tiết mục thật độc đáo. Các em quyết tâm giành giải chứ? Nhất trí. Mọi người ơi, đề nghị cô giáo Lan tổng đạo diễn nhá. Kìa, có sao không em? Có sưng không? Có tí thẹo thôi mà. Thế này là thế nào? Chị đều bắt chết như em. Cô, em lên nhà bạn ở tầng 20 ấy mà. Hiệp sĩ bây giờ có kiêm cả thám tử nữa kìa. Thôi vào đi. Hoàng này, cô thấy các môn tự nhiên của em rất giỏi. Riêng môn văn còn hơi kém. Em cố gắng mỗi ngày bỏ ra một ít thời gian để đọc cuốn sách này nhé. Dạ vâng ạ. Mời lên nhà cô chơi. Thôi, hôm nay em đã hẹn với bạn rồi ạ. Nhưng mà khu chung cư này chỉ có 16 tầng thôi. Thằng em tôi hôm nay lại ngồi học văn những cái đấy. Mẹ ơi, anh Long trêu con. Long, lên tướng thì còn hay mách mẹ. Để cho nó học bài. Long này, suốt ngày ở tòa soạn rồi, về lại chui vào máy tính. Chẳng thấy đưa cô nào về ra mắt cả. Khéo quá tuổi là hâm đấy. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ dẫn độ một chục cô về.
cho mỗi cô một bục thi, rồi ấn chuông trả lời kiểu VTV3. Mẹ chỉ việc ngồi duyệt thôi. Ê, tính vị. Ế rồi mẹ. Này, cỡ như cô Hoài An của em ấy thì nể lắm mới cho đứng lên bục dự thi đấy nhá. Mẹ. Một, hai, lên thôi, lên thôi. Phải, trái, phải, trái. Rồi, tốt lắm. Kiên ơi, sao chị vẫn hàng em kiếm đi nhá. Không ngờ lại bị đầy đọa thế này. Ý, không lên nhém hết bây giờ. Đổ ra một cái. Ngậm mồm lại, bắt đầu câu môi. Xin phép nghỉ cái mồm một tí. Đấy, thấy chưa? Cái hàng người nói chuẩn mà cái gì cũng đẹp. Cậu nhớ này, bao giờ cũng để nó ra về sau, trong ngoài phong mà không bị vướng. Và lớp 11C với màn trình diễn thời trang, hãy cứu lấy môi trường. chín và 9.5. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ xin mời lớp 10C với vở Romeo và Juliet phiên bản thế kỷ 21. Chết cái gì nữa đây? Sao vậy Hoàng? Thiếu cái của nợ ấy. Rời á, cái gì nói toạc cái gì? Này, nghe tạo vào đi. Làm cái gì đấy? Rời, thế sao được? Hay là mặc kệ, không kệ được, mấu chốt vào kịch là ở chỗ đấy. Dục Hoa nhắc lên. Ông đừng có mà nhìn tôi. Đi, cậu nổi tiếng là xanh điệu mà. Cái của nợ đó. Không được đâu. Xin bà đấy. Ở đây... Bà Hồng đâu? Không phải tôi. Còn cô nữa. Cô cũng là phụ nữ. Cô cũng có cái của nợ đó. Cô đưa em cầm cho. Tất cả nhắm mắt lại. Cấm thế nào được mở đấy. Đầu kia lên. Hoàng, mặc vào đi em. Cô... Nào, khán giả đang chờ đấy. Các em, tất cả vì nghệ thuật. Vì nghệ thuật! Yeah! Em xin chàng, đừng mang trăng kia ra mà thề thốt. Vầng trăng nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Em sợ tình chàng cũng sẽ như trăng kia thay đổi. Vậy tôi phải lấy gì mà thề? Xin chàng đừng thề nguyền chi cả. Chúng ta mới 16 tuổi và tình yêu vẫn là một ẩn số chưa tìm thấy. Nếu chàng thực sự yêu em thì hãy vì em mà im lặng. Sự thủy chung cần có thời gian để chứng minh. Hãy lấy chí hướng của chàng và sự trong sáng của chính chàng làm quà dâng tặng tình yêu. Thôi, trời đã sắp sáng. Người nhà của em sẽ tìm thấy chàng. Nếu chàng thực sự yêu em thì đêm mai cũng tại chỗ này em sẽ đợi. Romeo, kìa chàng, hãy đợi em. Đợi em. Thank you.
Đi đi bố. Ôi thưa chết, cô xin lỗi. Vịt con, sao thế này? Con có sao đâu. Đáng mơ đoạn hay. Con mơ thấy gì? Mẹ phải giữ bí mật cho con nhá. Con mơ thấy bạn gái của con phải không? Bạn gái đâu? Cô giáo con đấy. Hả? Em mơ thấy cô ở nơi kia xa lắm. Một Hà Nội ngây ngất đang. Một à, mày ai ơ nhá. Ơ kia mẹ. Cả hội tam đứa nào chả mê cô. Có phải mình con đâu. Mẹ tao hết cả hồn. Ê nhưng mà không được. Ai cho mẹ mơ thấy cô giáo mà. Con có làm gì đâu mày, hả? Bố ơi hả? Mẹ đánh hả? Con đấy, ba tuổi danh mà dám. Thì con nó cũng đã lớn rồi. Này mẹ đánh con đau thế. Thôi đánh răng rửa mặt đi ông tướng. Đổ con vịt. Vịt vàng đáng kính đấy mẹ à. Khi vò chín cúc khi trâu đôi mày. Ai bỏ ăn linh tinh cho lắm vào. Anh Long ơi. Hả? Anh đã bao giờ được hôn chưa? Rồi ạ. Đang trong tình trạng này. Nói chuyện đó bây giờ nghe mất mỹ quan đô thị quá. Chắc em sẽ không bao giờ quên cái cảm giác ấy. Thôi đi nhóc con, nhanh lên kẻo mũi học bây giờ. Còn 15 phút nữa mới hết giờ. Tất cả lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Các em hãy ghi đầy đủ họ tên và ngày sinh của bố mẹ, ông bà nội ngoại mình. Câu 2. Họ tên ngày sinh của các thầy cô giáo chủ nhiệm từ lớp 1 đến bây giờ. Em thưa cô, những người mà ông bà, bố mẹ không làm to thì có phải khai lý lịch không ạ? Bố em nào xích lô ạ? Đây là bài kiểm tra. Nếu ai không làm được thì có thể đứng dậy. Không làm được câu 1. Các em là những kẻ lơ đễnh tội lỗi. Sẽ không có bố mẹ ông bà nào trách các em. Nhưng nếu các em nhớ, điều đó còn quý hơn cả ngàn thang thuốc bổ. Không làm được câu 2. Cũng sẽ không có thầy cô nào trách các em. Nhưng nếu các em nhớ và chỉ cần gọi điện thôi, điều đó sẽ như ngọn gió thổi vào lòng nhiệt tình của các thầy cô đến suốt đời. Các em ngồi xuống. Bài này cô sẽ không chấm điểm. Thời gian thiệp kỳ sắp đến rồi. Cô muốn lớp ta ôn tập sớm, tránh để chồng chéo các môn, hiệu quả sẽ không cao. Kia, ngồi xuống đi chứ. Ê, Phong béo, đừng có ở trong đấy mà ăn mảnh nhá. Hôm nay, tôi mời tất cả các bạn đến đây để họ bàn về một vấn đề rất quan trọng. Từ mai, chúng ta sẽ không dùng tên Hội Bắt Quái nữa, mà sẽ đổi là Hoài An Fan Club.
hội mến mộ Quai An. Yeah. Yeah. Quá đúng. Vì gì phải thần tượng ai để suốt ngày cãi nhau? Bầu cử đi. Theo tớ nên bầu Hà làm hội trưởng vì nó là lớp trưởng mà. Lúc nào cũng Hà. Tớ không làm đâu. Đúng rồi, bầu Hoàng đi. Bầu Hoàng đi, bầu Hoàng đi. Vỗ tay. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị. Tôi hứa sẽ làm hết mình cho hội theo tiêu chí một người vì tám người và ngược lại. Làm như thế này không cho bọn con gái biết có quà đang làm không? Mặc kệ chúng nó, anh em mình phải có kiểu thể hiện riêng chứ nhá. Thằng Tuấn lúc nào cũng bọn con gái, lần sau cho mặc váy đi với chúng nó. Yeah. Hoài An, dậy đi con, dậy đi. Chưa đến giờ mà mẹ. Muộn rồi. Ra ngoài kia mà xem. Cái gì cơ? Cứ già khác biết. Ôi! Ôi! Em đến đón vô. Này này, lớn tướng rồi mà ăn mặc thế à? Đám này hiếu động thật đấy. Nhưng cô cũng phải tính chuyện lấy chồng đi cho tôi nhờ. Cứ tíu tít với trẻ con mãi thôi. Bố vẫn còn chưa hết nhiệm kỳ công tác. Con đi lấy chồng, mẹ ở với ai? Lại trò gì mới mẻ đây? Em thưa cô, bắt đầu từ hôm nay, hội mến mộ của Hoài An chính thức ra mắt. Từ bây giờ, bọn em sẽ hộ tống cô đi giày mỗi ngày ạ. Hoài An fan club. Yeah. Mến mộ cô. Trời ơi. Cô thành ngôi sao thật á? Cô còn hơn cả ngôi sao ấy ạ. Có mà sao xẹt. Nhưng dù sao, cô cũng cảm ơn sự yêu quý của các em. Thôi mấy ông tướng, ta đi học thôi kiểu muộn. Ê, Phong Béo đi khóa đuôi. Đánh tránh ra để tôi đi kẹn cô. Lâu gì sau đi. Làm cái gì đấy hả? Ai hỏi tớ ấy học trường nào đây? Đứa nào ngoan thì phải biết thương cô. Cô thần tuyên và chúng cháu thần yêu. Trường của tớ đây là trường Quang Phú Thích Thú Vô Cùng. Yeah. Ôi cô. Cô đưa gặp em cầm cho. Ái chà, nhìn các em hôm nay tiến bộ quá. Đầu tóc gọn gàng, chững chạc hẳn. Vâng ạ. Cô ơi, còn cả đây nữa. Dép đẹp đấy, tốt. Đi học mà lúc nào quần áo cũng chỉnh tề như thế này có phải tự tin hơn không? Các em chờ cô ra lấy xe nhá. Cao ơi ạ. Giờ về thì chơi đi. Ôi con vẹt bí. Ôi con vẹt bí rồi. Cái Hà giống con vẹt bí. Úi giời ơi, cái đầu thì xanh xanh đỏ đỏ. Chúng mày ơi, ra xem nhà giống vẹt bí. Úi giời, hôm nay lớp trưởng xanh điệu à. Nhìn vừa già vừa xấu. Úi giời, giống vẹt vẹt bí. Ôi, ôi, đồ con vẹt rồi.
Em làm sao thế hả? Tuấn, à, em chưa gì bạn? Em đưa cô, không phải lỗi của em, mà là Hoàng. Em chào cô ạ. Cô ơi, hôm nay kìa trông như Việt Mỹ cô ạ. Vâng, buồn cười lắm. Cô không ngờ em lại mất lịch sự đến như vậy. Cô nghĩ em đã đủ lớn để biết cách đối xử với bạn gái. Thôi, các em vào lớp đi. Cô thích kiểu đồ cũ của em hơn. Em là cô lớp trưởng thông minh, xinh xắn và đáng yêu. Hãy tự tin vào chính mình em ạ. Tuấn, thập thò ngoài đấy làm gì? Lại đây. Em ở đây với bạn một lúc. Cô phải vào lớp chứ. Tớ thấy hai để cái đầu cũ cũng đẹp lắm rồi. Ôi chết. Ôi. Trong kho tàng văn học Việt Nam thì ca dao dân ca là một thể loại đặc sắc. Nó không thể thiếu trong đời sống, tư tưởng và tình cảm của những người lao động bình dân. Ta có thể nhận ra được họ đã thổ lộ tâm tư của mình. Gì thế hả? Thưa cô, bạn Tuấn bị thế hình phạt rồi ạ. Sao lại thế? Các em giữ trật tự, cô phải xuống văn phòng một lúc. Này này, mày thấy tao vẽ thế nào? Hôm nọ tao tặng cô một bức, cô thích lắm. Này, ok, nhặt lên trả tao đây. Không nhặt đấy, mày còn nói nữa, đừng trách tao. Trường đã có quy định, sao em lại đi dép lê? San An của em bị đứt, mà mẹ em ốm nên chưa đi mua được ạ. Không những thế, chính cậu ta ném chiếc dép này vào mặt tôi. Thật vậy không Tuấn? Dạ không phải, đó là do chẳng may em bị làm rơi thôi ạ. Lũ này bây giờ hay nói dối, cô giáo đừng tin. Để đấy, tôi cứ chiều theo quy định mà làm. Về nhà lấy dép quay hậu rồi mới được học tiếp nhé. Chưa chắc em ấy đã nói dối đâu. Tôi xin bảo lãnh cho Tuấn. Ngày mai em Tuấn sẽ đi dép quay hậu đến lớp. Cô cứ bảo lãnh như vậy thì còn gì là quy định nữa. Còn cậu, về lấy dép rồi hãy học tiếp. Ơ cô, vậy thầy có đảm bảo là trên đường về sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Thế sao được, tôi lấy gì bảo đảm? Tuấn, em hãy hứa là từ mai sẽ đi dép quay hậu đến trường. Em xin hứa thưa cô. Xin phép thầy, tôi đưa em Tuấn về lớp. Học xong chưa mà đi ngủ sớm thế? Tao, có ngồi máy không? Anh tắt đi. Mời em Nguyễn Minh Hoàng lên bảng. Dạ, bạn Hoàng nghỉ ạ. Thế bạn Hoàng nghỉ có lý do gì không? Dạ không ạ. Thế cả lớp mà không ai biết tại sao Hoàng nghỉ à? Đừng có giả vờ ốm. Em lừa được mẹ chứ không lừa được anh đâu. Có mau dậy đi học không? Không. Sao thế? Bị điểm kém, bị phạt hay bị... Thôi, đã bảo không là không mà lại hỏi lắm chứ. Nào. Hay là... Anh xin cho em chuyển trường đi. Hả? Phong ơi, Hiếu Hoàng bị ốm thì sao? Thì đến cho nó mà hỏi. Thỉnh thoảng tớ cũng biến mất như thế, đâu phải sự cố gì trầm trọng. May quá, các em đây rồi. Hoàng bị làm sao mà không thấy đi học?
sao vậy? Hoàng có chuyện gì? À, Tuấn, Phong, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô hơi thất vọng về các em đấy. Tại sao các em có thể thờ ơ với bạn cùng lớp, cùng nhóm đến như vậy được? Này kia đứng lại! Tôi tìm cô Hoài An. Lần sau nhớ dắt xe vào, hỏi đàng hoàng. Tôi vào đi. À, anh Long! Chào anh! Anh Long! Chào anh! Bức tranh tránh hiệu, anh trai của Hoàng đi cô ạ. Cô là cô Hoài An. Có chuyện gì vậy anh? Thưa cô, tôi muốn tìm cô giáo về việc của Hoàng. Hoàng có làm sao không anh? Em chào cô ạ. Ôi, sao lại vứt rác bừa bãi thế này? Có ai muốn chuyển trường thì để cô với các bạn biết, cùng chuyển theo nào. Em xin lỗi cô ạ. Không, lỗi do cô. Khi thấy Hà khóc, cô đã mất bình tĩnh nên vội vã khiển trách em trước mặt các bạn. Cậu ngốc này, làm sao mà cô lại thiên vị ai hơn ai? Tất cả các em đều là những người bạn nhỏ của cô mà. Nghe bọn trẻ ca ngợi nhiều về cô, rất mong được tiếp kiến. Không ngờ lại là người quen. Hoàng nó giấu cô chủ nhiệm kỹ thế. Em cũng nghe danh về anh. Hôm đó anh về vội thế. Vịt con, lần sau họp phụ huynh bảo bố để anh đi thay nhé. Đây là Nguyễn Minh Hoàng nhá. Đúng là anh nào em đấy. Thà nào bọn trẻ cứ muốn gửi câu hỏi cho anh trả lời. Em cũng đã từng gửi câu hỏi cho anh rồi đấy. Một câu hỏi trẻ con ấy mà. Rằng anh Chánh Hiểu ơi, tại sao có đường cái mà không có đường đực? À, bởi vì chỉ có đường cái mới sinh ra được các con phố ngõ ngách thôi. Em chính là cô bé đã hỏi anh câu ấy à? Anh nhớ rõ thế kìa. Hay thật. Vậy là hóa ra chúng ta đã từng gặp nhau sớm hơn. Hồi ấy anh mới vào nghề nên những câu hỏi như thế ấn tượng lắm. Dạ, cháu chào bác à. Chào cô. Cháu chào bác ạ. Con chào mẹ. Mẹ ơi, đây là cô giáo của con đấy mẹ ạ. Thảo nào, tôi thấy các cháu ca ngợi cô suốt ngày. Dạ. Mẹ, mẹ cũng hâm mộ cô Hoài An mất rồi. Hay là mẹ tham gia luôn vào hội chúng nó đi. Thôi đi, có muốn thì mẹ xin vào hội cho. Đấy cô xem, nhà có hai thằng con lộc ngộc thế này mà chẳng đâu vào đâu cả. Này, chúng mày biết tin gì không? Cái Thanh với một thằng bên lớp A bị bắt quả tang ôm hôn nhau ở cầu thang đấy. Tao không tin. Nếu thế thật thì chúng nó chết. Hội này liều nhỉ. Thế mày nhìn thấy hôn bao giờ chưa? Rồi. Nhưng mà mất vệ sinh lắm. Phép, thế mày thấy ở đâu? Thật. Đây lần. Ở trên TV. Không biết khi hôn nhau sẽ thế nào nhỉ? Khi ấy cái mũi có đập vào nhau không hả bọn mày? Nếu sau này mình có bạn trai, hai người đang say sưa hôn nhau, bỗng dưng mình muốn hắt xì hơi mà đối phương giữ chặt đầu mình lại thì sao nhỉ? Úi dù ui, Ký Hà nhá, mày mất vệ sinh vừa vừa thôi nhá. Thì tao không biết nên phải giả sử. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. À, hỏi cô. Phải đấy, nhưng mà chắc gì cô đã biết. Cô mà không biết, chả lẽ cô mình không bình thường à?
chết nha, tao mách cô. Thì tao có nói xấu gì cô đâu. Thế bọn mình phải điều tra về cô. Nhất trí. Nhất trí. Ê, lý do có buổi họp này là vì chúng tôi phát hiện liên tục các tối thứ bảy cô Hoài An đều ở nhà. Đúng. Theo ngụ ý của Hoàng Vịt Vàng, tôi xin làm khôn lên cái ngụ ý đó. Chúng ta phải nhanh chóng mở một chiến dịch săn tim cho cô giáo. Đó là chiến dịch trái tim bên phải. Không thể để thần tượng rơi vào tay những gã vớ vẩn. Đúng quá. Này, chúng mày đập vừa thôi. Hỏng bên nhà tao, ai đến? Của mày chứ của bọn tao à? Anh em đập tiếp đi cho sướng. Này, dừng lại. Tao không thèm chấp cái loại con khỉ bên nói tiếng người như mày nhá. Thôi nào, đến đây để họp hay để đánh nhau đấy. Bây giờ chúng ta quyết định cùng đi tìm, và trái tim bên phải của cô phải đạt tiêu chuẩn đồng điệu, biết thông cảm, trung thực và bản lĩnh. Tớ xin có ý kiến thêm, không rượu bia, không thuốc lá. Anh ấy phải mê rock, vì cô chúng mình thích nhạc rock lắm. Còn nữa, anh ta phải ăn khỏe, chứ nếu gầy đét như ông anh trai nhà tớ thì khổ cho cô giáo. Ê, tớ góp với, anh ta phải cao ít nhất 1m75 và mẹ anh ta phải dễ tính nữa. Ê, phải đẹp trai như Won Bin trong trái tim mùa thu, giống như Bill Gates vua máy tính. Tớ chỉ góp thêm một ý nhỏ, cùng là phụ nữ với nhau, tớ hiểu. Khi người con gái yêu, chẳng cần đối phương phải có hàng chục tiêu chuẩn, chỉ cần anh ấy yêu cô giáo chân thành là được. Đúng lại, bây giờ chúng ta cùng tỏa đi tìm trái tim bên phải cho cô. Yeah. Quyết không để cô rơi vào tay kẻ xấu, thế nhỉ? Nhà thơ. Không, nghèo lắm. Ca sĩ nhá. Không, hay là đạo diễn. Không, không để cô yêu văn nghệ sĩ đâu. Cứ như kiếm chồng cho chúng nó bằng. Bác sĩ nhá. Không. Công an. Không. Hay là phòng thuế. Không được. Hả? Mày tìm yêu cho cô hay tìm cho mày đấy? Ê, theo kinh nghiệm của thầy, người có chữ ký thế này thì tâm hồn đạt từ 9,5 trở lên. Ta đi thôi. Đi đường. Đi thôi. Gì thế này? Lại ươn à? Biết gì chưa? Bức tường sắp biểu diễn ấy. Ngài hội trưởng ốm hay cô giáo bị làm sao? Kế hoạch của bọn em sắp bị thất bại. Em đang bực đây. Ghê thế cơ. Em chào anh ạ. Chào em. Anh Long ơi. Chuyện cực kỳ nghiêm túc đấy. Bọn em đang định tìm người yêu cho cô. Sao? Cô giáo ế nên học sinh phải làm thêm tình yêu à? Này đừng có mà linh tinh nhá. Mê rốc, không rượu bia, mỗi tội hơi thấp. Này, 1m70 bây giờ là tiêu chuẩn đấy. Anh Long này, chỗ đàn ông với nhau anh phải trả lời thật nhá. Thế đàn ông 16 tuổi định hỏi gì nào? Anh thấy cô giáo em thế nào? Cũng bình thường, trên trung bình tí. Chuyện nghiêm túc đấy. Xét trên phương diện người yêu học thì cô Hoài An được mấy điểm? Khoảng 9,5. Nhưng mà hơi bị sống chênh đấy. Cô nói đi ạ. Trông anh ý thế nào hả cô? Thông minh, hiện đại và có tài. Sao tự nhiên lại hỏi cô thế? Xét trên phương diện người yêu học mà nói, anh Long được mấy điểm ạ? Khoảng 9,5. Bọn em về luôn đi cô ơi. Chào cho bà. Okay. Cháu chào bà, em chào cô. Em về cô ạ, cháu chào bà.
À, sao lâu rồi. Thế nào? Đi đâu rồi? Cô bảo sao? Cô cho mấy điểm? Quá tốt. Chúng ta có thêm đồng minh mới. Là ai vậy? Nói đi. Ai thế? Ừ, bố mẹ Trẫm, đặc biệt là mẹ. Sau khi gặp cô một lần và đã ok quá luôn. À. Mẹ mày đã muốn con dâu đến thế cơ à? Thôi, bây giờ chỉ còn cách lo bố trí vụ đó thế nào thôi. Mày nói đi. Thôi mày nói đi. Mày đi mà nói. Xem nào. Ừ, bọn tôi không làm được vụ này đâu. Thôi tùy, nhưng mua vé ngoài đắt lắm. Chỉ có mỗi cách đổi vỏ lấy vé là tốt hơn cả. 10 cái vỏ đổi được một vé đấy. Thôi đành vậy, vì chuyện lớn. Bây giờ TV họ quảng cáo suốt ngày nên cũng đỡ. Tôi xin tuyên bố, chiến dịch trái tim bên phải đã hoàn thành giai đoạn tìm một cách xuất sắc. Giai đoạn 2 bắt đầu với tên gọi từ trái tim tới trái tim. Anh em! Tuổi danh, lấy cái đấy để làm gì? Để con đổi về xem ca nhạc mà. Nhưng mà mẹ không có. Nè nè. Có không? Này, cầm mẹ hộ cho. Kinh hoàng. Bao nhiêu? 5 cái. Đủ chưa? Đủ rồi, tiến hành bước tiếp theo. Yeah. Cảm ơn tất cả các em, nhưng tình cảm là một thứ không thể nào sắp đặt được. Thôi thế này nhá, bắt đầu từ bây giờ, cô với anh Long sẽ kết nghĩa là anh em. Ơ, được không nào? Một lần nữa cô cảm ơn, bà Mai sẽ tạ ơn bằng một bài kiểm tra. Làm người yêu anh Long chắc là được chiều lắm. Vậy mà tối nay anh vừa bị từ chối đấy. Có khi làm bạn lại tốt hơn làm người yêu. Em nghĩ thế à? Anh rất thích cái tên của em. Mong sao em luôn được bình an như chính tên của em vậy. Đời rồi cũng trôi đi thật nhanh, chỉ dừng khi phút giây em gặp anh. Con đường em đi qua chẳng còn phân vân đâu lối về.
Anh Long, anh có thấy quyển sách của em đâu không? Nói cụ thể, quyển nào? Quyển tiếp cận văn học ấy. Sách vở không giữ gìn thì chịu khó mà tìm. Hay là mẹ bán hồng nát rồi? Thôi chết, sách của cô Hoài An đấy. Tìm làm sao được, quyển này cũng có vẻ hay đây. Trả đây, trả em đây. Anh Long, bọn em sắp phải thi rồi đấy. Thế hả? Nhưng bây giờ phải phạt, ngồi xuống. Ôi đấy. Có cả ngày sinh của cô Hoài An này. Cả hội trái đơn giản với ngày sinh của cô. Vậy thì cả hội phải tổ chức sinh nhật cho cô Hoài An. Đúng rồi, phải độc đáo và ấn tượng luôn. Yên tâm đi, anh sẽ tìm cho một địa điểm độc đáo và miễn chê luôn. Thế mới là ông anh chứ. À này, liệu anh có định giúp vô tư không đấy? Tất nhiên là vô cái tư rồi. Chú. Không sao, tại bà, tại bà. Cứ để em nhặt cho. Thôi cứ để đấy. Một lát nữa, cô sẽ chiêu đãi món đặc biệt. Cô ơi, chủ nhật tới đi dã ngoại đi ạ. À. Sao lại đi vào lúc này? Sinh nhật mà cô. Sao các em lại biết ngày sinh nhật của cô? Thế mới tại. Không được, lúc này các em đang phải học ôn. Nhưng bọn em vẫn học đầy đủ mà cô. Thôi được, nhưng phải hứa với cô là kết quả thi học kỳ phải thật tốt. Nhất trí. Mày sợ gì, bọn tao đứng đằng sau cơ mà. Đàn ông mà cứ để cái Hà coi thường mãi thế à. Khi nào bà mở mắt thì hãy mở, bọn tao giữ dây đây rồi. Cố lên. Tất cả đi vào mau. Ở đâu ra cái trò này? Tuấn ơi, thằng nào đầu têu, tớ bắt đi bổ dưa. Chúng nó xui em tập nhìn độ cao. Nhưng mà em choáng quá cô ạ. Cái đám này tệ thật. Nhưng Tuấn ạ, phải vượt qua được nỗi sợ của chính mình thì mới thành đàn ông được. Nhìn này, anh chưa chín nha. Thank you.
Em xin lỗi. Alo mẹ ạ. Con về gần nhà rồi. Đi xe đạp mà mẹ. Vâng ạ. Ta về thôi anh. Muộn rồi, em sợ mẹ lo. Hoài An. Sao nào? Cho em 2 giây để xuôi bớt sự ngạc nhiên. Tặng em. Sao? Anh bay nửa vòng trái đất để về đúng sinh nhật em mà em không vui à? Em thực sự chưa hết bất ngờ. Em xin lỗi. Ai gọi mà em tắt điện thoại đi thế? Em mới đi chơi xa về đây à? Mấy đứa học trò tổ chức sinh nhật cho em vào một cuộc picnic. Lãng mạn quá nhỉ. À, còn đây là quà sinh nhật của anh. Hộp này là loại kẹo anh biết em rất thích vì nó đúng khẩu vị của em ngày xưa. Anh uống nước đi. Anh tặng em. Em xin. Nhưng theo đúng phong tục phương Tây, em phải mở nó ra trước mắt anh. Cháu tặng cô. Cảm ơn. Đúng màu em thích đấy. Anh Long này. Gì thế? Anh bảo hôm nay cô giáo có vui không? Chắc có. Nhưng em ngủ đi. Mai còn đi học chứ. Chắc giờ này cô cũng không ngủ được vì vui đấy anh nhỉ? Mai em mang ảnh đến cho cô nhé. Anh đã về với em đây mà. Từ ngày đặt chân sang bên kia, anh vẫn mơ một ngày trở về bên em như thế này. Em tưởng anh sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Em xòe tay ra. Anh đã luôn giữ nó bên mình. Em còn nhớ 6 năm trước cũng tại đây, chúng ta đã đi chơi với nhau lần đầu tiên. Bên kia anh rất nhớ em. Ngoài em ra không một bóng hình nào khác. Anh đã lao đầu vào làm luận án để sớm trở về bên em. Tấm bằng tiến sĩ anh có bây giờ là của em đấy. Mưa rồi, để anh đưa em về. Em vẫn vậy, vẫn bướng bỉnh như xưa. Không. Hoài An. Em chẳng nhớ gì hết. Anh đã bỏ em để sang bên kia. Chỉ vì một trận cãi nhau nhỏ mà anh đã không thể hồi âm hay liên lạc với em. Hoài An, thôi mà, thôi mà. Anh có biết em đã phải vất vả thế nào để quen với cuộc sống không có anh không? Tất cả những kỷ niệm của em đều có hình ảnh của anh ở trong đó. Tất cả của em. Còn anh thì... Anh xin lỗi. Anh yêu em mà. Anh yêu em. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả.
Nào nào nào, hôm nay cô Hoài An bị ốm nên các em nghỉ. Em Hà, cho cả lớp ra về, nhớ phải giữ trật tự. Con thở sâu vào nào. Thế. Lớn rồi mà không biết nghĩ, tự nhiên ra dầm mưa làm gì cơ chứ. Hoài An vẫn thế, lúc nào cũng không chịu nghe lời. Uống thuốc đi em. Này, cô dỗ Hoài An uống thuốc để cháu mở cửa. Chào bác ạ. Anh hỏi ai? Chào anh, chúng tôi đến thăm cô Hoài An. Chú ơi, cô giáo có nhà không ạ? Chúng cháu là học sinh của cô, cho bọn cháu vào thăm cô ạ. Chú làm ơn cho chúng cháu vào thăm cô đi. Xin lỗi, Hoài An mệt. Cảm ơn mọi người đã đến thăm. Chúng cháu vào một lúc thôi. Rồi sẽ lại gặp cô ở trường mà. Kìa chú. Thôi để lúc khác, chào nhé. Chú ơi, một tí thôi. Khách nào đấy? Sao cậu không mời người ta vào nhà? Dạ mấy đứa học trò. Cháu nói Hoài An đang mệt, chúng về hết rồi ạ. Anh Quyền, sao anh không để cho chúng vào? Em nhớ chúng nó mà. Em đang mệt, cần phải nghỉ ngơi. Rồi mai mốt đến trường lại gặp có sao đâu. Anh Long ơi, giải cho em bài này với. Đọc cái đầu bài đi. Ừ. Alo. À, sao? Được, mai chúng ta lại tập trung nhá. Anh Long ơi, mai đi đón cô không? Cho anh gửi lời hỏi thăm. Cô đã khỏe chưa ạ? Cô đã đỡ chưa ạ? Cả lớp đều đỡ chưa ạ? À, xin chào. Em đang mệt, để anh đưa em đi. Để em đi cùng bọn trẻ. Em nghe anh, đi xe máy bụi bặm hại lắm. Rồi đến trường cô trò lại gặp nhau cơ mà. Thì em, cô đi trước nhé. Không lẽ cứ để ông ý cướp trên giàn mưa vậy sao? Hãy uống vì tình yêu của chúng ta. Anh xin chuộc lỗi bằng cách dành cho em tất cả những gì anh có thể. Mày đi đâu? Mày đâu? Mày đi 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 mày, mày. Mưa. Xin lỗi, mời anh ra ngoài bãi xe một tí. Anh ra ngoài một lát. Trời ơi, cái gì trên này? Có chết tôi không? Kìa. Anh không được cư xử như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ con. Trẻ con cũng phải dạy tử tế, nếu không sẽ thành vô học. Tôi không phải trẻ con. Thưa cô, Nam Nhi dám làm dám chịu. Nó là học trò của em.
Nó vô học có nghĩa là em cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Nhưng dù sao anh cũng không có quyền đánh nó. Em thật vớ vẩn. Anh bảo vệ, lôi nó lên công an cho tôi. Đi, dừng tay lại. Nó là em ruột tôi, có gì tôi xin chịu trách nhiệm. Hóa ra là do ông anh xui dại hả? Không, bọn trẻ vừa kêu tôi đến. Em tôi đã gây ra chuyện gì? Em xin lỗi cô ạ, đó là lỗi của em. Em ghét cái ông này, chính em đã xui bạn Hoàng làm. Có gì cô cứ phạt em, tha cho bạn Hoàng đi ạ. Em đâu cô? Là em, chứ phải solo của bạn Hoàng hoặc bạn Hà đâu ạ. Không là em, em biết không ta. Cô tha cho bạn Hoàng đi ạ. Là em xui bạn Hoàng đấy ạ. Không là em. Tôi không thể hiểu nổi chúng ta sẽ đi về đâu với những đứa trẻ hư hỏng như thế này. Đây, đứng lại, đứng lại. Đây chỉ là keo xịt tóc, có thể rửa nước lá được. Em có đau không? Em chịu được. Nhưng mà em thấy buồn quá. Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Không phải tại anh, mà em cũng chẳng biết tại ai nữa. Chỉ thấy buồn thôi. Thế còn anh thì sao? Anh chịu được. Bọn em xin lỗi vì đã không giữ được cô Hoài An cho anh. Không ai có lỗi cả. Mà cô giáo có phải của anh đâu mà giữ. Mà thôi, em vào học tiếp đi. Hôm nay em mà không vào. Thôi nào, cô giáo có người yêu phải mừng cho cô chứ. Mà anh dặn, mấy đứa từ giờ không được làm phiền cô như trước nhé. Thôi, em đi gặp bọn nó đây. Nhớ về sớm đấy. Kiểu như lão ấy, bọn mình cho loại ngay từ vòng biến xe. Cô cũng lạ thật, đi ôm người như ông ta, trong khi anh Long của chúng mình. Thôi đi, đấy là lựa chọn của cô mà. Cô vẫn cứ là cô, dù cô yêu ai. Chỉ cần thấy cô hạnh phúc là được rồi. Chúng ta đừng ích kỷ như vậy mà. Tớ thấy Hà nói đúng đấy. Ông thì lúc nào Hà chả đúng. Lúc này mà còn đùa được à? Thôi im đi. Hôm nay chúng ta họp nhau lần cuối cùng rồi giải tán hội mến mộ cô Hoài An. Bây giờ cô có người lo cho rồi. Mà Hà nói đúng đấy, chúng ta không nên ích kỷ, giữ cô cho riêng mình nữa. Nhưng bọn mình vẫn chơi với nhau chứ? Tất nhiên, chỉ có điều chúng ta giống như ba chàng ngựa lâm quân, đó là giải tán ngựa lâm quân. Tại sao thân tình yêu lại không xuất hiện để giúp chúng ta? Này, mấy đứa con gái làm sao vậy? Thử nghĩ xem, thời gian qua chúng ta đã có những ngày tuyệt vời như thế nào. Trường nào đây, đưa mẹ mua đi mẹ biết được cô. Cô thật tuyệt là chúng cháu thật yêu. Trường của cháu đây là trường. Không ngờ mình khéo tay thật. Bọn con gái chắc mắt lác hết. Alo, Hoàng đây. Có chuyện gì thế? Được, để bọn em bàn đã. Có tin gì mới à? Cô chia tay với lão kia rồi à? Cái Hà bảo cô Hoài An mời cả hội đến nhà cô nhân dịp Noel.
có đi không? Tao nghĩ bọn con gái lừa chúng ta lắm. Nếu cô mời, cô phải gọi điện cho bọn mình chứ. Nếu đúng cô mời, thì kế hoạch của thằng Tuấn bị đổ à? Hơn nữa, ta vẫn không muốn nhìn thấy mặt lão người yêu cô. Thế nên kế hoạch vẫn như cũ. Chỉ gửi thiết cho cô thôi. Nhất trí. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Lâu lắm không nghe tiếng bọn trẻ con nó líu díu. Cũng thấy nhớ nhỉ, chúng nó sắp đến rồi đấy. Bọn trẻ con hôm nay chắc là vui lắm. Kìa, chúng nó đến rồi đấy. Mẹ để đấy con ra mở cho. Xin mời. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Anh vào nhà đi. Cô ạ, cháu có món quà tặng cô. Tôi già rồi, anh bày vẽ quà Noel làm gì? Chà, có mấy năm không gặp mà em đã biết nội trợ giỏi thế này rồi cơ à? Chưa ăn được đâu, đợi bọn trẻ con đã. Em đã hẹn với chúng rồi. Thôi vào ăn đi em. Bọn chúng còn phải đi chơi Noel, chưa thời gian đâu mà. Có phải anh vừa gặp bọn trẻ? Sao em lại hỏi thế? Anh hái quà nhé. Anh đừng đụng vào đấy. Quà em làm cho bọn trẻ con. Em coi bọn trẻ con đó còn hơn anh à? Chúng nó luôn mang lại niềm vui cho em. Chúng có sống với em cả đời không? Hàng tháng chúng có đưa tiền lương cho em không? Không đâu. Rồi chúng sẽ có cuộc sống riêng của chúng. Em hãy thực tế đi. Anh vẫn như vậy. Vẫn làm sao? Ích kỷ và độc đoán. Đến bây giờ em mới nhận ra điều đó à? Em đã lờ mờ nhận ra điều đó từ rất lâu. Nhưng vì em đã quá thần tượng hóa anh, để tự bào chữa cho điều đó. Em nhầm rồi. Chính những thứ mà em gọi là ích kỷ, độc đoán đã khiến anh có được ngày hôm nay. Anh đã học được cách suy nghĩ thực tế. Còn em, em vẫn bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ và hành động vì mọi người, vì mọi thứ viển vông. Nếu như không vì mình thì sẽ không phát triển được đâu. Mà bảo con trai nó biến đi đâu hết. Chả lẽ cả lũ ấy không có thằng nào đủ ga lăng đến rủ chị em đi chơi Noel à? Chán thật đấy. Tớ không tin là tụi con trai hội mình lại như thế. Hồi cấp 2 bọn nó vẫn tâm lý lắm cơ mà. À, có một trái tim lớn đang phập phồng hy vọng. Hay là có giác quan thứ 6? Có một chàng quân biên sắp tới. Hà ơi, son phấn của ấy ở đâu? Hoài An. Anh xin lỗi, anh lỡ lời. Mở cửa ra đi em. Đừng đập ầm lên thế. Nó sẽ không mở đâu. Anh biết tính nó rồi mà. Hình như thằng kia nó chú ý đến mày đấy. Này, đây bảo cho mà biết. Muốn mở mắt cho bọn con trai, cần phải có phương pháp. Hả? Phương pháp gì cơ? Vũ khí của con gái là gì? Hình thức.
Alo. Hoài An à, chúc Noel và một năm mới vui vẻ. Chúc em luôn hạnh phúc. Cảm ơn anh. Em cũng chúc anh những điều tốt đẹp nhất. Em khóc đi à. Em chỉ hơi mệt thôi. Cái này Hà tặng riêng cho Tuấn. Tuấn cảm ơn. Alo anh Long à, anh đang ở đâu đấy? Dạ không ạ, anh cứ vui với các bạn đi. Chúc anh một Giáng sinh vui vẻ. Nhìn dòng sông trôi, những con thuyền cập bến và những con thuyền còn lênh đênh xuôi ngược. Anh lấy lại được thăng bằng. Bọn trẻ, chúng nó giận em lắm phải không anh? Chúng thực sự yêu quý em và mong muốn em hạnh phúc. Chỉ có điều, bọn trẻ rất khó chấp nhận những điều gì chúng coi là khiếm khuyết ở người mà chúng mến mộ. Từ khi coi em là thần tượng, chúng đã cố gắng hết sức để tự hoàn thiện mình. Anh nghĩ chỉ bọn trẻ thôi sao? Làm thầy theo đúng nghĩa của nó thật không đơn giản chút nào. Anh biết, chính vì vậy mà anh mới phải nhờ cậy đến em. Hoàng và các bạn của nó đang ở lứa tuổi thích tìm tòi, khám phá và muốn tự khẳng định mình. Đây là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành tính cách. Vì vậy, anh mong em hãy theo sát chúng. Hãy hướng cho chúng tự tin hơn, bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Anh hiểu, điều này không dễ dàng gì. Làm như vậy có khó khăn cho em lắm không? Không, em làm được mà. Chỉ có điều thời gian qua. Quyền có tốt với em không? Dạ, có. Chắc là em hạnh phúc lắm. Chúc mừng em.
Theo anh thế nào là một thần tượng? Tưởng chỉ có trẻ con mới hỏi câu hỏi ấy chứ. Và lại em đang là một thần tượng đấy. Nhưng em cũng đã từng là một đứa trẻ con. Cũng như chúng nó, em đã say mê thần tượng của mình. Nhưng bây giờ, hình ảnh của thần tượng đó đã thay đổi. Em không biết là mình đúng hay sai nữa. Không phải em vẫn dạy bọn trẻ con rằng thần tượng là tốt khi biết đặt nó đúng lúc đúng chỗ hay sao? Suy nghĩ của con người luôn thay đổi cùng với thời gian. Nếu như thần tượng của em không phù hợp với sự thay đổi đó, thì chính anh ta tự đánh mất đi hình ảnh bản thân mình. Lâu lắm rồi em mới lại thấy không khí xung quanh dễ chịu thế này. À, em đi đâu vậy? Anh lo quá. Anh làm gì vậy? Đây là Việt Nam chứ không phải bên Tây đâu. Anh đưa em đi ăn nhé. Anh về đi. Sáng mai em phải nộp báo cáo cho trường. Em không muốn thì anh về vậy. Vâng, chào anh. Con không còn là cô bé con, để níu mãi trong mình một hình tượng đã cũ. Chiếc áo ngày xưa không còn vừa với con nữa. Mẹ rất vui khi thấy con mạnh mẽ và tự tin hơn trong cuộc sống. Chị ơi, em thấy cái nhóm bát quái dạo này học khá hẳn lên đấy. Ừ, công nhận tiến bộ trông thấy. Gớm, cái đống giấy khen học sinh giỏi của lớp 10C làm tôi mất bao nhiêu thời gian. Năm đầu tiên em chủ nhiệm mà làm được như vậy, thành tích khá lắm. Vâng ạ. Có được như vậy, một phần cũng là nhờ các em học sinh. Thực ra, khối lớp 10 là lứa tuổi chưa ổn định và nắm bắt rất khó. Ngày em mới nhận lớp, mọi người lo lắm. Em ốm à? Mệt thì cứ nghỉ đi. Vâng, có lẽ xong đợt này em cũng xin nghỉ phép mấy hôm. Em xin lỗi cô. Alo. Cậu vào đây. Ngồi xuống đấy. Viết bài ngay bây giờ á? Tí thôi quay lại. Nhưng em mệt, để hôm khác được không? Sao? Em mặc cái váy ngày xưa á? Chỉ còn nốt ngày mai là đã bước sang năm mới. Tất cả lại lớn thêm. Anh dặn nhé, bọn con trai phải biết bảo vệ các bạn gái. Suy nghĩ, hành động phải chín chắn hơn. Không nghịch dại nữa. Tất cả đừng quấy rầy cô Hoài An. Nhưng vẫn phải ở bên cạnh cô, chia sẻ với cô. Ngày mai anh muốn anh em mình đi chơi một trận đã đời luôn. Tối mai anh sẽ bay vào Nam làm văn phòng thường trú ở trong đấy. Thế anh bị cử đi à? Không, anh xin đi. Tội nghiệp anh Long, bao nhiêu độc giả mến mộ, thế mà bị lão kia ngáng đường. Này, mấy đứa sao lại trông như đưa đám thế hả? Anh đi một thời gian rồi sẽ về mà. Tại sao anh lại bỏ bọn em để đi? Bọn em nhất định sẽ làm cô Hoài An yêu anh. Anh tốt hơn là ông yêu của cô nhiều. Đừng làm như vậy.
anh là người đến sau. Và lại anh tôn trọng quyết định của cô Hoài An. Không thể như thế được. Này, vịt con. Anh em, nhóm bắt quái không thể ngồi yên mà nhìn thế này được. Phải đấy. Chúng ta sẽ giành lại tình yêu cho anh Long. Tôi xin tuyên bố, chiến dịch trái tim em phải lần hai bắt đầu. Nhân danh thành tình yêu. Hay. Bây giờ anh bay. Vé của em đây. Sao lại của em? Bay đi đâu? Vào Sài Gòn. Bố mẹ anh ở trong đó đang rất nóng lòng muốn gặp em. Anh đang nói chuyện gì? Em không hiểu. Anh đã báo bố mẹ anh lo gấp việc của tụi mình. Cuối tháng sau mình cưới. Đám cưới á? Đã bao giờ anh bàn với em một chuyện đấy chưa? Tại sao anh lại tự ý thu xếp khi chưa hỏi ý kiến của em? Chuyện của tụi mình anh sẽ tự thu xếp, không muốn em phải bận tâm. Một chuyện hệ trọng như vậy mà anh nói thản nhiên thế sao? Em nên học cách nghe lời đi. Anh không muốn vợ anh sẽ vấp phải những vết mà người đời thường gặp. Làm vợ anh? Anh có vội vàng quá không đấy? Em thôi đi. Đừng trẻ con như vậy. Cuộc đời này còn có nhiều thứ mà em chưa hiểu hết đâu. Em cần phải có anh ở bên cạnh. Không, chính anh mới là người chưa hiểu hết được nhiều thứ đấy. Và chưa bao giờ anh chịu hiểu em cả. Em không phải là con búp bê để anh chụp váy áo lên rồi muốn làm gì thì làm. Vậy thì ai hiểu em? Em tưởng anh không biết những gì em đang làm cùng với đám trẻ và tay nhà báo à? Nếu em còn thích những trò lãng mạn rẻ tiền ấy, thì em mãi mãi cũng chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Vâng, chính vì những trò lãng mạn rẻ tiền đó mà em đã tôn thờ và say mê anh đấy thầy giáo à. Em không hối tiếc đâu. Nhưng có lẽ anh nói đúng. Đã đến lúc em không nên dẫm chân tại chỗ. Hoài An! Hoài An! Anh xin lỗi, anh đã quá lời. Nhưng anh làm tất cả là vì em. Em hãy suy nghĩ lại đi. Tối anh qua đón em nhé. Cậu quyết định đi, mình không giữ. Tuổi trẻ cũng nên vứt mình vào thử thách. Có điều, mình luôn sẵn sàng đón cậu trở lại. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Ờ. Kia Phong béo chạy băng truyền lên. Ờ, có người ống được đấy. Làm người là nhanh lên. Nhanh nhanh lên. Ông kia kia, sao đi muộn thế? Đi nào mà cháu ra hiểu chú kéo còi nhá. Rồi, cứ yên tâm. Ê, xong rồi ạ. À? Alo. Vâng, em đang ở bãi ạ. Vâng cô ơi, Hoàng gặp chuyện không may. Cô ký bọn em với. Anh Long ơi, thằng Hoàng. Sao? Nó. Có chuyện gì vậy? Hoàng gặp sự cố, anh đến ngay đi không thì. Vâng vâng. Nghe Tuấn gọi, anh đi ngay. Nhưng mà tìm nãy giờ có thấy đứa nào đâu. Cái Hà nó cũng điện thoại cho em mà. Thank you.
lại, dừng lại. Hoàng đâu? Nhóm bắt quái đâu? Tuấn! Hà ơi! Hoàng! Đâu hết cả rồi? Đó là món quà được gửi tới cho những con người đang yêu. Một trái tim chân thành sẽ biết hòa chung nhịp đập. Và một câu chuyện cổ tích về tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc giữa anh Nguyễn Minh Long và cô Lê Thị Hoài An. Nhân danh thần tình yêu ở xứ sở hoa hồng, xin chúc hai người mãi mãi bên nhau. Mùa xuân, một nhành lá xanh tươi lòng gió, một nhành lá đỏ, một tình yêu chưa biết đến. Mùa xuân, để ta hai đêm trao tặng nhau lòng tin yêu mãi xanh dần, sống trong cấm thế nào được mở đấy. Ok, về giao thừa mùa xuân, một nhành lá xanh tươi lòng xuân, một nhành lá đỏ, một tình yêu chưa biết đến. Mùa xuân, để ta hai đêm trao tặng nhau lòng tin yêu mãi xanh dần, sống trong ta mãi muôn đời. Kìa mùa xuân về giao thừa đã muộn. Kìa mùa xuân về giao thừa đã muộn. Mùa xuân, một nhành lá xanh tươi lộc xuân, một nhành lá non, một tình yêu chưa biết đến. Mùa xuân, để ta hai đêm trao tặng nhau lòng tin yêu mãi xanh dần, sống trong ta mãi muôn đời. Kìa mùa xuân. Mùa xuân.